chào các bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubulai Vlog. Và hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cách để mình làm cái hồ sơ xin việc mà cơ bản nhất, tức là khi mà ai xin việc thì mình cũng phải làm cái bộ hồ sơ như thế này ha. Thì đây là cái bộ hồ sơ mà mình vừa mới mua ở ngoài cái chỗ photo đó các bạn. Thì đây là cái bộ hồ sơ cần thiết nè ha. Thì các bạn sẽ ghi đi những thông tin bên ngoài, thì những cái thông tin này rất là cơ bản thôi. Ví dụ khi mà mình đọc hồ sơ, người ta sẽ đọc là ngày tháng, tên gì đó, nam nữ gì đó, số điện thoại ha. Rồi ở bên trong thì cái này các bạn sẽ mua ở những cái tiệm mà photocopy các bạn. Đó, người ta sẽ có bán cái này hết ha. Thì trong cái hồ sơ này thì gồm có những cái gì ha. Thì đây là cái gồm có một đơn xin việc ha, là cái mẫu như thế này. Rồi trong đó thì các bạn sẽ điền đầy đủ cái thông tin hết. Rồi các bạn sẽ ghi tên, ghi ngày tháng, rồi ghi họ tên của mình ở dưới đây ha. Rồi thứ hai nữa là cái sơ yếu lý lịch các bạn. Sơ yếu lý lịch này thì nó gồm có hai mặt đó. Thì cái sơ yếu lý lịch này á, cái hồ sơ mà đủ á, thì nó sẽ cần hai tờ sơ yếu lý lịch này đó. Nhưng mà khi mà các bạn mua xong, các bạn ghi thông tin hết, các bạn đi công chứng á, thì các bạn phải photo một cái bản sơ yếu lý lịch nữa cho người ta, để người ta cái cơ quan mà chỗ mà người ta công chứng á, người ta sẽ giữ lại một cái này. Tức là các bạn phải cần ba cái sơ yếu lý lịch đó. Thì tốt nhất thì các bạn nên mua thêm một tờ nữa, tức là ba tờ sơ yếu lý lịch ha. Các bạn ghi đầy đủ hết đó, các bạn dán hình vô đó. Thì như vậy nó sẽ ok. Tại vì nếu mà các bạn không muốn mình mất thời gian để mình khi mình đi công chứng rồi người ta phải kêu mình phải đi ra ngoài tiệm photo phô thêm cái này mới được hay là kia đó, thì mình hướng dẫn đây là các bạn sẽ y như là đầy đủ hết. Các bạn khi mà các bạn công chứng đó, người ta chỉ công chứng xong rồi các bạn mới đem về thôi, các bạn không cần phải chạy lòng vòng mất thời gian ha. Rồi thì các bạn sẽ ở trong đây cái sơ yếu lý lịch này á, nó sẽ có ghi họ tên, nam nữ, ngày tháng gì đó, rồi dân tộc, rồi độ học vấn, rồi ngày vào đoàn, ngày đảng, vào đảng gì đó ha. Rồi phần gia đình thì có ba mẹ, anh chị nè đó. Rồi xong sau đó thì mình sẽ cũng là ký tên vô, ghi ngày tháng, rồi ghi họ tên của mình ra đây đó. Rồi cái thứ ba nữa là cái tờ đơn xin xác nhận hạnh kiểm hết các bạn. Thì cái này á, tức là người ta yêu cầu cái này, tức là khi mà ở công ty người ta, các bạn vô vào các bạn làm thì người ta phải coi cái này có xác nhận của cái cơ quan địa phương, tức là phường xã gì đó. Tại vì cái cơ quan địa phương đó người ta sẽ quản lý các bạn, ví dụ các bạn có bị phạm pháp hay này kia không á, thì người ta sẽ ghi vô đây là có cái hạnh kiểm tốt hay là bị gì đó, người ta sẽ ghi vô đây. Cho nên khi mà nhà tuyển dụng người ta nhìn vô, người ta thấy cái này cái hạnh kiểm tốt thì người ta sẽ an tâm để mà nhận vào làm các bạn ha. Thì cái lưu ý ở cái địa phương mình thì như thế này, nhưng mà cái địa phương khác thì mình không biết như thế nào ha. Thì tức là cái đơn xin xác nhận hạnh kiểm này, các bạn ghi hết toàn bộ cái thông tin ở trong này, ghi tên, ghi ngày tháng gì đó đầy đủ hết ha. Rồi các bạn phải y như là sẽ cầm tới một cái y như là tổ trưởng hay là tổ dân phố gì đó, cái người mà trực thuộc y như gần ở cái khu vực của bạn sống á, cái người đó sẽ y như là sẽ biết cái tình trạng gia đình của bạn cụ thể hơn đó. Thì đưa cái người đó, người ta sẽ ghi ở sau lưng nè là gì, hạnh tiện cái gì, có hạnh kiểm tốt, chấp hành gì đó, luật gì đó thì tốt cái đó, cái người đó ký tên vô trước. Xong rồi mình mới đem cái này lên cái đơn xác nhận hạnh kiểm này là bên công an xã người ta sẽ công chứng cái này ha, chứ không phải là bên cái chỗ tư pháp người ta công chứng ha. Đó đó, bạn lưu ý về cái này ha. Rồi cái thứ rồi đó là cái bộ hồ sơ người ta chỉ bán như thế này thôi các bạn ha. Còn cái hồi nãy mình nói là cái đơn xác nhận hạnh kiểm thì người ta sẽ bán hai tờ, nhưng mà các bạn nên mua thêm một tờ nữa, tức là ba tờ ha. Rồi xong cái phần này, các bạn điền hết thông tin vô. Rồi một phần nữa đó là cái các bạn cần phải đi chụp hình thẻ, cái hình 34, hình 46 gì đó. Khi mà các bạn ghi xong hết rồi, ghi xong những cái tờ này hết rồi ha,
là mỗi tờ các bạn đều phải dán hình vô, dán hình vô, để khi người ta xác nhận người ta sẽ đóng mộc treo á, tức là sẽ đóng mộc giáp lai giữa cái hình với cái tờ này ha. Đó rồi, còn một cái tờ nữa đó là tờ khám sức khỏe các bạn. Khám sức khỏe thì cái đó thì người ta sẽ không có bán trong cái bộ hồ sơ này, thì các bạn cần phải đi đến ngay chỗ mà trung tâm khám sức khỏe mà để cho người xin đi việc làm, hoặc là cái người mà ta học lái xe á, thì người ta ở ngoài Bình Dương thì gần ngay chỗ nhà thuốc Hoàng Liêm đó các bạn, đó gần cái chỗ đó, cái người ta cái chỗ mà khám sức khỏe để đi làm á, thì mình vô đó sẽ nhanh hơn mình vô ngay chỗ mấy cái bệnh viện đồ, thì bệnh viện rất là đông, rất là lâu ha. Thì vô đó mình mua một tờ giấy khám sức khỏe, thì kinh lực cũng bán một tờ giấy trắng có điện có thông tin đó, thì các bạn dán hình vô trong đó luôn. Các bạn đầu tiên các bạn dán hình vô, rồi sau đó các bạn sẽ ghi hết đầy đủ thông tin ở trong đó, rồi bắt đầu các bạn sẽ đi theo từng phòng theo hướng dẫn á, là ví dụ khám huyết áp, khám mắt, khám gì đó, nghĩa đó là ta kêu bằng khám tổng quát. Rồi cuối cùng người ta sẽ cho một cái kết luận là ví dụ sức khỏe của bạn là loại 1, loại 2, loại 3 hoặc là 4. Loại 1 là sức khỏe tốt nhất ha. Loại 2, loại 3, loại 4 là nó sẽ yếu dần dần. Đó, rồi khi mà mình nộp vô công ty người ta sẽ xem cái đó, rồi người ta sẽ thấy coi người này có sức khỏe tốt để làm việc hay không đó ha. Rồi, đó là cái phần cái giấy khám sức khỏe là mình chỉ việc dán hình vô, mình vô trong đó mình mua tờ giấy mình dán hình điền thông tin vô, rồi trong đó người ta sẽ bác sĩ ta sẽ ghi hết những thông tin cần thiết, rồi đó người đó, cái đó là ok rồi ha. Còn cái này á, khi các bạn dán hình các bạn ghi xong hết rồi các bạn cần phải đi lên phường để các bạn công chứng ha, thì đó cái đó là người ta sẽ công chứng. Còn giấy sức khỏe là nó không có liên quan đến cái phường nữa ha. Đó thì chỉ có cái đơn xác nhận hạnh kiểm nè, là các bạn cần phải đi qua chỗ mà công an xã thì người ta mới xác nhận cái này. Còn những cái giấy tờ khác thì các bạn cần phải đi qua ngay chỗ tư pháp của bên xã, trên phường xã thì người ta sẽ công chứng ha. Rồi đó là những cái bộ hồ sơ cơ bản nhất. Ê, sorry các bạn nha, cái này là những cái điền thông tin thôi. Còn một cái điều nữa đó là các bạn phải có cái gì đây, để mình xíu nha. Đó, đây để cho mình lấy cho các bạn xem nha. Đây thì đó là xong những cái giấy tờ cần thiết đúng không. Bây giờ tới những cái giấy tờ cá nhân của các bạn. Thứ nhất là các bạn phải có một cái giấy chứng minh nhân dân. Đó, giấy chứng minh nhân dân là cái giấy của bản thân các bạn rồi ha. Rồi cái giấy hộ khẩu tức là cái sổ gia đình ha. Đó rồi những cái bằng cấp liên quan, ví dụ cái công việc vị trí đó người ta yêu cầu cái bằng cấp gì đó, thì ví dụ các bạn có bằng cấp thì các bạn sẽ đem lên. Rồi ở đây là ví dụ những cái chứng chỉ nè, những cái bằng cấp nè ha, các bạn có bằng cấp nào các bạn đem lên hết nha. Như là bạn học tới lớp 12 thì người ta sẽ yêu cầu các bạn có bằng tốt nghiệp 12. Rồi những công việc mà sẽ yêu cầu trình độ như là cao đẳng, đại học gì đó, thì các bạn trung cấp gì đó, các bạn sẽ phô hết những cái tờ đó ra và đi công chứng nha. Đó thì đi công chứng nó mới có giá trị, còn nếu mà các bạn chỉ phô ra các bạn nộp vô thì nó sẽ không có giá trị nha các bạn. Đó là các bạn sẽ nộp, các bạn photo ra những tờ gốc này, các bạn đi công chứng và các bạn nộp, là nộp cái tờ photo công chứng cho công ty chứ không phải là nộp cái tờ gốc này nha. Đó. Rồi lưu ý, một cái lưu ý nhỏ để mà tức là khi mình ghi hết những cái hồ sơ này đúng không, hồ sơ này, rồi mình photo những cái này ra rồi mình cầm hết cái này mình đem lên phường mình đi công chứng ha, tức là sao y chứng thực á. Đó, sao y bản chính á, bản sao gì đó. Đó rồi thì mình lưu ý các bạn nha, một cái bộ hồ sơ đầy đủ để mình nộp cho công ty đó sẽ bao gồm là một cái chứng minh nhân dân, một cái hộ khẩu, hình thì các bạn có thể làm dư ra, tại vì khi mà các bạn chụp hình các bạn đã dán vô đây khoảng như là 448 rồi đúng không, thì các bạn sẽ chụp dư ra là khoảng
2-3 tấm gì nữa. Tại vì khi mà mỗi công ty người ta sẽ yêu cầu khác nhau, ví dụ như công ty đó người ta sẽ yêu cầu bạn là nộp thêm 1 tấm hình hoặc là 3 cấp tấm hình gì nữa. Thì đó, khi mà các bạn có sẵn dư rồi đó, bạn yêu cầu là bạn nộp vô liền đó ha. Rồi sau mà khi mình làm sẵn hết này, mình lên phường mình đi công chứng đúng không, thì ở trên phường á người ta sẽ ví dụ bạn cần cái hộ khẩu này, là bạn cần một cái bản photo công chứng, thì các bạn phải phô 2 bản, tại vì người ta sẽ giữ lại một bản photo đó, rồi người ta sẽ đưa cho bạn một bản thôi. Tức là bây giờ các bạn cần là 2 bản thì các bạn phải phô 3 bản, rồi người ta sẽ giữ lại một bản, người ta sẽ đưa lại cho bạn 2 bản gì đó rồi các bạn cần đó, ví dụ vậy nha. Còn mình sẽ nói lại cái bộ hồ sơ đầy đủ để mình nộp vô công ty sẽ bao gồm những cái cá nhân như là một cái hộ khẩu ha, một cái chứng minh nhân dân hoặc là 2 chứng minh nhân dân tùy công ty. Cái chứng minh nhân dân này là tùy công ty người ta sẽ yêu cầu ha. Thì các bạn tốt nhất bạn sẽ làm 2 cái chứng minh nhân dân photo công chứng ha, một hộ khẩu 2 cái chứng minh đi, rồi những cái bằng cấp liên quan, mỗi thứ là 1 bản ha. Rồi còn cái bộ hồ sơ thì gồm có một cái đơn xin việc, 2 sơ yếu lý lịch, một xác nhận hạnh kiểm, với lại một khám sức khỏe, với lại hình hồi nãy mình nói hình là tùy theo công ty người ta yêu cầu bao nhiêu tấm thì mình để sẵn đó. Đó thì gồm có 8 loại như thế này ha các bạn. Đó rồi ok, thì xong một cái bộ hồ sơ cơ bản nhất mà ai khi mà mình muốn đi vô công ty mình đi làm á, mình đi xin việc á, thì mình phải làm như vậy ha các bạn ha. Đó là những cái hồ sơ cơ bản nhất. Thì nói chung là đối với những cái anh chị, những bạn mà mình muốn xin làm công nhân thì cái hồ sơ nó sẽ đơn giản hơn, thì nó chỉ trừ ra những cái bằng cấp thôi. Ví dụ công nhân cái bộ phận đó người ta chỉ yêu cầu hết lớp 12 thì mình chỉ cần có cái bằng là tốt nghiệp lớp 12 đó. Còn những cái vị trí cao hơn như là kế toán, nhân sự, kinh doanh gì đó thì người ta sẽ yêu cầu một cái bằng cấp chuyên môn nữa, như là phải có bằng kế toán, bằng đại học về kinh doanh, marketing gì đó, thì các bạn sẽ phô ra, các bạn đi công chứng, các bạn bổ sung cái hồ sơ đó ha, để cho người ta sẽ có cái thứ mà người ta sẽ đối chiếu. Ví dụ cái công việc đó tôi yêu cầu như vậy, bạn phải có bằng cấp như vậy. Rồi bạn đi phỏng vấn, bạn nộp vô là bạn phải có nộp vô đàng hoàng, người ta mới biết là các bạn này có cái bằng đó, ok nó phù hợp với công việc mà tôi đang muốn tuyển dụng, thì người ta sẽ gọi các bạn tới để phỏng vấn ha. Đó là cái hồ sơ cơ bản nhất. Rồi mình sẽ chia sẻ cho bạn mấy bạn mà dạng là mấy bạn mà mình đi tìm việc phỏng vấn những cái vị trí là văn phòng á nha, thì người ta thì tốt nhất các bạn sẽ làm thêm một cái file Excel, nhưng mà các bạn sẽ in ra giấy luôn cái tờ đó, bây giờ là cái tờ giới thiệu về bản thân của các bạn như vậy đó ha. Cái tờ đó thì gọi là CV xin việc làm ha. CV xin việc làm thì trong đó nó gồm cái gì ha, các bạn làm trên đánh máy trên Excel, các bạn sẽ copy một cái hình của giống hình thẻ vậy, các bạn sẽ để đặt lên cái tờ A4 ở bên góc này ha. Rồi những cái phần ở trong đó thì gồm có những gì, tức là mình sẽ là kính gửi công ty gì đó, ban giám đốc công ty gì đó, rồi xuống hàng là tôi tên là gì, rồi những cái thông tin cá nhân của bạn như ngày tháng năm sinh, nguyên quán, rồi số chứng minh nhân dân, thông tin số chứng minh nhân dân, rồi nơi ở này kia ha. Rồi đó, rồi xong rồi số điện thoại, mail gì đó. Rồi cái phần dưới nữa thì các bạn ghi là kinh nghiệm làm việc. Ví dụ là khoan các bạn ghi những cái học vấn trước đi. Học vấn ví dụ là học đại học gì đó, tốt nghiệp năm nào đó. Rồi bắt đầu ở dưới, xong rồi bắt đầu các bạn mới ghi là cái mấy cái như là kinh nghiệm làm việc, ví dụ từ năm 2000 tôi làm ở công ty đó đến năm 2000 mấy đó. Tức là ví dụ 2-3 năm gì đó tôi làm công ty đó, làm công việc gì, ở kho, ví dụ còn nhân viên kho thì nhân viên kho làm những công việc gì, các bạn sẽ liệt kê ra, ví dụ là kiểm đếm hàng hóa, rồi xuất nhập tồn gì đó. Rồi
rồi các bạn sẽ ghi thêm những cái kinh nghiệm của những công ty trước nữa, rồi năm mấy rồi các bạn làm ở đó, rồi lý do nghỉ việc gì đó đó, nói chung rồi các bạn sẽ ghi đầy đủ hết, xong rồi cuối dòng các bạn sẽ ghi là gì đó, ký tên ngày tháng gì đó đó. Thì cái đó là đối với những cái bạn mà mình xin cái vị trí văn phòng á, thì các bạn nên có một cái file như vậy. Khi các bạn phỏng vấn thì các bạn có những cái hồ sơ như mình đã nói ở trong đây đúng không? Bộ hồ sơ cơ bản nhất mà ai cũng cần. Và các bạn sẽ in cái CV đó rồi sẽ để vô, sẽ kẹp vô hồ sơ này luôn. Và khi mà các bạn nộp hồ sơ thì người ta sẽ coi cái CV đó trước. Người ta sẽ biết, người ta sẽ nắm thông tin cơ bản của các bạn. Đó thì người ta sẽ muốn thấy cái người này chắc là ok đó thì người ta sẽ muốn gọi các bạn đến để phỏng vấn tiếp. Ý là người ta sẽ hỏi lại những cái thông tin đó, hoặc là người ta sẽ xem bạn như là cái thái độ như thế nào hay gì đó, hay là những cái thông tin khác mà các bạn không có ghi đây thì người ta sẽ hỏi thêm, ví dụ vậy. Thì sau đó người ta sẽ là quyết định là có nhận bạn hay là không ha. Và mình cho mình bổ sung nữa, tức là cái bộ hồ sơ cơ bản á, thì hồi nãy giờ mình nói là những cái hồ sơ đó là rất là cơ bản, nhưng mà những cái địa phương, ví dụ ở Bình Dương đúng không, thì những cái bạn mà sống ở Bình Dương thì mình sẽ làm như vậy. Còn những cái bạn mà ở dưới những cái tỉnh khác, người ta tới Bình Dương để người ta đi làm, thì ngoài cái bộ hồ sơ cơ bản này thì các bạn cần phải bổ sung thêm một cái nữa, đó là tại vì khi mà các bạn không có nhà ở đây, tức là bạn không có hộ khẩu ở đây, các bạn hộ khẩu ở tỉnh khác tới, thì các bạn tới đây các bạn ở trọ đúng không? Thì ở trọ thì nó sẽ có một cái giấy gọi là cái gì ta, tạm trú tạm vắng á, thì cái đó các bạn phải photo công chứng cái đó nữa kèm theo. Tại vì hồ sơ ở cái hộ khẩu của bạn là ví dụ ở một cái tỉnh khác thì các bạn ở đây thì các bạn phải có cái tờ đó để người ta biết là các bạn ở đây, các bạn ở đâu, ví dụ khi mà có xảy ra vấn đề đó người ta có thể sẽ liên hệ tới, ví dụ vậy ha. Rồi ok, thì bây giờ là mình mới làm hồ sơ của mình xong thì các bạn, mình sẽ cho các bạn xem sơ qua thôi nha. Thì đây đó, thì mình chỉ xe cho các bạn xem sơ qua thôi nha, chứ cái này cũng không thấy nhiều đâu, sao quá không thấy đâu. Đây ha, đây mình sẽ dán hình vô đây rồi người ta sẽ bóc đóng mộc vô đây đó hết ha. Đó rồi ok, còn những cái này đó thì đó, cái này người ta photo người tâm chứng, tức là sao y bản chính. Khi mà mình cái một cái bản gốc mình photo ra, rồi đầu mình sẽ photo ra, xong rồi cái người ta sẽ đối chiếu bản gốc với bản photo, là người ta sẽ đóng mộc vô đó, đóng mộc vô thì khi mình nộp mình chỉ nộp cái tờ này có giá trị pháp lý, là do có cái mộc của người ta đóng đó các bạn đó. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ nói lại tổng hợp lại nha, tức là một cái hồ sơ cơ bản là các bạn mình sẽ tổng hợp lại là những cái bước mà mình sẽ đi làm hồ sơ, tức là bạn phải đi mua cái bộ hồ sơ trước. Thứ hai là bạn sẽ điền vô thông tin. Thứ ba là bạn phải có đi chụp hình 3-4 hoặc 4-6 bạn dán lên. Rồi sau đó các bạn photo những giấy tờ cần thiết, như là chứng minh hộ khẩu, cái bằng cấp liên quan, rồi đi photo những cái đó, rồi đem những cái photo đó với lại những cái bộ hồ sơ mà mình đã ghi dán hình vô, đem hết lên trên phường mình đi công chứng. Trừ cái đơn xác nhận hành kiểm thì mình phải đi công chứng ở bên công an xã ha, chứ không phải là bên tư pháp. Rồi cái thứ ba nữa đó là giấy khám sức khỏe, là mình đó là mình sẽ đi ra cái chỗ mà trung tâm khám sức khỏe xin việc làm á, mình sẽ ra đó mình dán, mình mua tấm giấy mình dán hình vô, rồi mình làm ở trong đó, xong rồi bắt đầu mình bỏ vô cái hồ sơ xin việc của mình đó. Thì ngoài đó là những cái hồ sơ xin việc cơ bản nhất. Rồi thứ hai nữa là các bạn sẽ làm một cái CV để giới thiệu về bản thân, cơ bản về bản thân đối với những các bạn mà như xin cái vị trí văn phòng ha. Rồi ok, và xin chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ, và nhớ là mình hãy
hãy đăng ký subscribe cái kênh YouTube của Lubu nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.